Ok, hello anh em, chào mừng em trở lại kênh của Thiện Halay. Hôm nay sẽ là một cái clip tâm sự đi anh em ha. Tâm sự đôi chút về Thiện, cũng như cái công việc Thiện đang làm. Tại vì gần đây Thiện nhận được rất nhiều câu hỏi, sao Thiện không chia sẻ hơn, nhiều hơn về trước khi mà làm nhân viên kinh doanh ở Harley Davidson thì Thiện làm nghề gì hay là như thế nào. Và hiện giờ thì như anh em cũng biết là không chỉ riêng ngành xe mô tô mà tất cả các ngành nghề nó cũng bị chậm lại chút xíu anh em ha. Anh em thấy đó, thì bão nè, thiên tai nè, vừa mới xảy ra ở miền Bắc xong, hiện giờ thì lại có bão vào miền Trung. Và hiện giờ Thiện thì cũng khá là may mắn vì mình ở khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cũng không có bị chịu ảnh hưởng gì nặng nề đó, cho nên là một chút xíu chia sẻ đồng cảm, một chút xíu gọi là mình cũng là người Việt Nam với nhau ha anh em ha. Thì rất là thương bà con ở miền Bắc và miền Trung. Hiện giờ thì ở ngoài trời từ sáng tới giờ thì ở Sài Gòn mưa không phải là lớn lắm anh em, nhưng mà cũng gọi là không ngớt mưa, ngưng không có ngưng luôn, cứ liên tục như vậy. Ok anh em ha. Rồi đó là một chút xíu cái cảm nhận của Thiện, cảm nghĩ của Thiện về hiện tại. Rồi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn ha trong tương lai gần. Rồi ok anh em, thì chắc nhiều anh em theo dõi Thiện từ lâu, từ đầu thì cũng biết rằng là Thiện cũng đã có chia sẻ là trước kia Thiện làm gì rồi. Một không có liên quan gì tới ngành bán xe hết, cho nên là Thiện nói là cái ngành bán hàng này, đặc biệt là trong cái ngành mô tô này, và đặc biệt nữa là công ty Harley Davidson thì nó không có bị giới hạn bất cứ cái gì hết. Chỉ cần mình tin mình làm được, mình chịu khó là ok thôi anh em. Chịu khó học hỏi nè, kiên trì. Rồi cái hôm nay thì cũng chả quay xe gì đâu anh em. Quay xe, review xe rồi Thiện cũng đã làm rất là nhiều rồi ha. Xe mới, xe cũ hiện giờ đầy đủ đó. Nhưng mà tình hình thật sự là chia sẻ với anh em thì tình hình kinh doanh, doanh số nó cũng chậm thật sự so với lại nhiều năm trước ha. Như cái đợt Thiện mới vào năm 2022 thì doanh số bán hàng cũng khá là ổn ha anh em ha, đều. Thì không nghĩ là chỉ riêng Harley và tất cả các ngành nghề khác, và kể cả các cái hãng mô tô khác cũng vậy, kể cả ô tô anh em ha, các anh em mô tô giờ này cũng bị chậm đó. Thì Thiện cũng có bạn bè làm các hãng ô tô ha, thì bất động sản nữa anh em. Thì bây giờ chỉ biết nhìn nhau thôi chứ thì sao, thì thôi cùng nhau vượt qua những cái thời điểm khó khăn anh em ha. Thì kinh tế mà lúc nào nó cũng sẽ là hình nến vậy đó, lên rồi là phải xuống, không có cái nào mà ở đây hoài hết, hoặc là nó ngang hoài được anh em, nó cũng phải rớt xuống. Thì thôi mình cứ cố gắng hết sức bản thân mỗi ngày đó. Rồi lòng vòng hoài cũng chả biết nói gì nữa anh em. Thật sự ra là dạo này tâm trạng nó cũng thật sự nó buồn, chứ cũng không phải là 100% gọi là đầy đủ năng lượng tràn trề ha. Tại vì cả đất nước mình bị ảnh hưởng mà, chứ đâu phải là một cái chuyện gì đơn giản đâu anh em. Bà con hôm bữa Thiện lên coi tin tức đó anh em, cập nhật này nọ ở ngoài Bắc, cái hậu quả xảy ra nó cũng khủng khiếp hơn. Cái lúc mà bão nó đã khủng khiếp rồi, sâu nữa thì nó lại có để lại những cái hậu quả như là sạt lở lụt, nó kinh khủng hơn nữa. Và hiện giờ thì đang có bão đã đánh vào miền Trung nữa, thì thật sự ra là năm nay thiên tai cũng khá là nhiều. Đã kinh tế nó hơi chậm rồi mà còn như thế nữa thì thật sự ra đúng là không có vui hẳn được 100% anh em ha. Rồi về đôi chút về Thiện đi. Thì Thiện thì xin phép không nói tuổi anh em ha, tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là cái suy nghĩ của mình thôi anh em ha. Người ta nói sống lâu là sao,
sống lâu là sống có nhiều trải nghiệm chứ không phải là sống sống lâu năm, lâu ngày, lâu tháng. Đó, thì Thiện thích cái câu này lắm. Nghĩa là mình sống lâu, sống được trọn vẹn là do mình biết tận hưởng những cái khoảnh khắc nhỏ nhất cho tới những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Còn Thiện thì sinh ra lớn lên ở đây thôi anh em, người người Sài Gòn anh em ha. Đó thì cơ bản nhiều anh em hay gọi vui hỏi Thiện là Thiện ở miền Tây hay như thế nào, thì không, Thiện không có ở miền Tây anh em ha. Đó, Thiện chỉ có đi đó về chơi, tại vì quê của vợ Thiện thì ở dưới miền Tây ha. Thì Thiện xuống dưới Thiện vui chơi, Thiện thăm gia đình họ hàng của bên vợ. Bây giờ không biết bắt đầu sao nữa, bắt đầu từ cái cơ duyên nào mà Thiện làm ở Harley Davidson. Thật sự ra thì vào những cái năm 2020, 21 thì Thiện cũng làm rất là nhiều cái nghề khác nhau, và năm đó cũng dịch anh em. Thiện không nhớ là năm 2021 là bị phong tỏa, thành phố mình phong tỏa 4 hay 5 năm, 4 hay 5 tháng gì đó. Hình như là 2021 thì phải anh em hả? Đó. Thì lúc đó thì mọi người cũng thất nghiệp nhiều anh em. Có những anh em có công việc thì cũng không tới công ty trực tiếp làm được. Thì hồi xưa tới giờ trước khi mà bước vào Harley Davidson đó thì Thiện cũng là một cái người chơi xe. Thiện chơi rất là nhiều loại xe rồi anh em. Nhật có, Ý có, Đức có, mua có, trải nghiệm có, mượn xe bạn chạy có, thì chứ làm gì điều kiện mà chơi dữ vậy anh em. Đó thì mình đi tour nhiều, chủ yếu là Thiện đi tour, đi phượt nhiều ha. Hồi xưa Thiện có chơi cái chiếc CB 150 á, nhỏ nhỏ Explosion đó, trong nhóm á. Thì trong vòng 3 tháng, hình như 3 tháng Thiện đi khoảng 15.000 cây, 20.000 cây gì đó thì cũng nhớ, đi nhiều lắm. Gần như là ngày nào trung bình cũng 100 cây một ngày á, thì vừa kết hợp đi làm vừa kết hợp đi phượt nữa nè. Thành ra là cái xe nó lên km nhiều. Thì khi mà mình đã thật sự biết mình thích mô tô, hồi xưa thì hồi nhỏ Thiện cũng đã thích mô tô lắm rồi. Hồi nhỏ Thiện thích mô tô, Thiện coi mấy cái giải đua xe á, Thiện rất là mê ha. Rồi qua nhà mấy ông chú cô dì bác á, thì có những cái mô hình mô tô á, đẹp lắm. Ở những chiếc sport bike, hồi xưa những chiếc sport bike, những chiếc Harley. Thì bác Thiện thì cũng có chơi Harley Davidson đó, cũng có trong gọi là chơi trong câu lạc bộ này kia các kiểu, thì Thiện thấy cũng rất là mê ha. Nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thật sự mua mô tô cho tới khi mà Thiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau 2 năm. Thì Thiện cũng có gọi là thực hiện nghĩa vụ quân sự đàng hoàng của một người công dân Việt Nam, hai anh em ha. Thì Thiện đi 2 năm đó, thì trong 2 năm đó thì may mắn tiếp xúc được đơn vị sử dụng xe mô tô hai anh em ha. Thì khi mà Thiện trải nghiệm xe côn tay và mô tô thì mới cảm giác được à, đây thật sự là một cái thú vui, thú thích của mình. Thì ngay sau khi Thiện hoàn thành xong thì Thiện cũng may mắn được gia đình tạo điều kiện cho những chiếc xe mô tô nhỏ đầu tiên, và sau đó thì Thiện sẽ tự làm việc để Thiện mua, Thiện nâng cấp lên từ từ anh em ha. Cũng khá là một quá trình anh em, làm rất nhiều nghề nhưng không có cái nghề nào mà liên quan tới việc bán hàng hết. Bán hàng mô tô anh em, chỉ là đơn thuần là có thể là ví dụ như là kinh doanh cái này cái kia, nó không có liên quan gì tới gọi là mua bán mô tô đó, cũng chỉ là văn phòng làm B2B hay như thế nào đó và quản lý này kia thôi anh em. Coi như là công việc gọi là vui, các anh em hay gọi là công việc 9 năm á, 9 năm là 9 giờ sáng tới 5 chiều á, làm văn phòng vậy thôi, chứ cũng là nhân viên văn phòng thôi, cũng không có thật sự ra là nghĩ là cái miệng của mình hay là cái kỹ năng của mình hay là mình có đủ hiểu biết để mình bán một cái sản phẩm mô tô ha. Cho tới khi á là khi mà mình trải nghiệm xong, mình chơi mô tô nhiều, nhưng mà chỉ có riêng cái ông Harley Davidson này đó, thì lúc đó nhà Thiện thì gần ở ngay 800 Nguyễn Nhân Linh đó, cái dealer Harley Davidson đầu tiên tại Việt Nam ở quận 7. Thì Thiện mới đi ngang qua, khi mà mỗi lần Thiện đi ngang qua thì Thiện thấy là wow, sao mà thấy người ta tụ tập đông, và những cái xe mô tô nó, cái âm thanh của nó nghe nó rất là không giống ai. Nó to, nó
nó đặc trưng, rồi những cái anh em đó, những cái anh em biker, những cái chị, những cái anh đó mặc đồ rất là chất, phải gọi là chất lừ luôn, nhìn nó kiểu rất là phong trần bụi bặm, đúng cái gu của hiện anh em ha, rất rất là kiểu mình nói ủa đây là cái xe gì ta, mặc dù là chơi mô tô mình cũng có nghe rồi, mà thật sự nhìn lại thì Harley Davidson là cái gì mà cảm giác nó chất quá vậy, cảm giác nó lạ mà mình chưa biết gì hết, mình chưa tìm hiểu luôn. Và thật sự ra cũng cũng nghe những anh em chơi mô tô nói là xe đắt tiền lắm, thì cũng không bao giờ nghĩ là mình đủ tiền đủ điều kiện để mình có thể chơi một chiếc xe Harley Davidson. Cho nên là khi mà sau dịch đó cũng thất nghiệp anh em, sau dịch cũng có công việc kia làm cũng không có ổn định, cái cuối cùng á hả mấy anh em chơi trong nhóm mô tô thiện, hồi xưa chơi có một cái nhóm mô tô cũng hai mấy ba chục anh em, rồi sau đó rồi từ tách 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 ra còn khoảng 5-10 anh em thân chơi với nhau. Thì mấy anh em đó thì nói anh em vậy thôi chứ toàn là tuổi chú tuổi anh của thiện lớn lắm ha, thiện chơi với những anh em lớn toàn 4-5 50 ít không à, 45 50 năm mấy 60 rồi đó, kiểu vậy tuổi cha chú á. Cho nên là mấy anh cũng khuyên á, cũng nói giỡn thôi, đi cà phê xong nói giỡn thôi, nói ủa thiện sao mày không thử làm nhân viên bán mô tô thử coi sao, tại vì trong lúc quá trình chơi xe mô tô á anh em, là những anh em chung nhóm với thiện là chơi từ những chiếc 150 thôi, mà không biết sao thiện đam mê sao thiện cứ nói riết mấy anh em úp lên cc, úp lên ngàn hết trơn luôn, kể cả bản thân thiện cũng úp lên ngàn cc chơi luôn đó. Thì mấy anh đó là mày có năng khiếu lắm đó nha, mày cũng có một chút xíu năng khiếu truyền cảm hứng rồi này nọ, động viên mọi người, hay gọi là dụ á, mấy anh em hay gọi là dụ á, dụ để mà gọi là lên cc chơi á. Thì thật ra mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu anh em, lúc đó không nghĩ gì nhiều hết. Thế là mấy ảnh mới kêu là thôi mày cứ thử đi, biết đâu thứ nhất á là mày thích mô tô đam mê ha, thích tìm hiểu về máy móc, thích đi chơi đi phượt ha, thích trải nghiệm cuộc sống đó. Thì cũng và đặc biệt nữa một cái nữa là Harley Davidson là cái hãng mà một cái thế giới mới luôn anh em, mình chưa bao giờ mình biết. Thì mình tìm hiểu như thế nào thì bằng cách là mình phải trở thành một trong những cái người về cái hãng xe đó, thì hiện vô tình thôi, vô tình thì thấy lúc đó cũng như anh em đang hiện giờ đang muốn tìm kiếm trở thành nhân viên sale Harley Davidson đó, thì lên trên mạng thấy công ty có tuyển thì gửi email thôi, thì gửi email ở đó thì cũng cũng nghĩ là hên xui, anh em cũng nghĩ là mình không có được nhận đâu, tại vì nghe nói là đầu vào khó lắm anh em, tại vì rất là nhiều người muốn tuyển vào Harley Davidson nhưng mà không có ai trụ lại được, và cũng hình như là cũng rất là khó vào á, kiểu vậy, cũng phải có quen biết quan hệ vậy đó mới vào được. Thì mình không có quen biết ai đó, mình cứ gửi vào thôi, thì CV mình ghi rất là rõ ràng chuyên nghiệp ha, chắc chắn rồi anh em, công ty nước ngoài mà anh em phải ghi vừa tiếng Anh được tiếng Việt đó, để dành cho những bạn nào để ý chút xíu khi mà muốn trở thành nhân viên của công ty ha. Đó thì công ty thiện á, là một công ty nước ngoài hả, thì sẽ sở hữu bốn cái hãng xe ở Việt Nam là Harley Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna anh em ha. Cho nên là thiện gửi cái email với chung, nhưng mà thiện đặc biệt nốt lại là thiện thích làm ở Harley Davidson, nốt lại là đam mê xe cộ Harley Davidson và vậy đó. Bằng cấp gì đó anh em show ra ha, khả năng tiếng Anh là anh em phải có nha, không có phải là tuyệt vời IELTS 9.0 hay 8.0 nhưng mà cũng phải đọc nghe hiểu giao tiếp ok đó, tại vì việc làm môi trường này anh em mình tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, và thậm chí các sếp cũng là người nước ngoài nữa, cho nên là cái tiếng Anh là cái tiếng rất là cần, cái ngôn ngữ ngoại ngữ á, nó quan trọng lắm anh em nha. Khi mình bước ra cuộc sống á, cho dù á, mình không có bằng cao đẳng đại học đi chăng nữa, mà nếu có thì càng tốt anh em, mình có bằng nghề á, hoặc là mình có bằng gọi là ngoại ngữ á, mình học thêm một cái môn ngoại ngữ nó rất là giúp ích cho mình rất rất nhiều anh em, rất nhiều đó. Ngoại ngữ của thiện á, thì thiện hồi xưa thiện cũng học Anh văn học Việt Mỹ, nhưng mà nó cũng không có phải tới đâu tới chỗ, không tới nơi tới chốn lắm. Thiện cải thiện được rõ ràng là bằng cách là thiện đi làm, tại vì hồi trước á, thiện làm ngành F&B ha, thiện cũng có kinh nghiệm trong F&B, F&B là cái ngành nhà khách sạn anh em, hay du lịch đó. Thì thiện làm phục vụ thôi anh em, năm 18 19 tuổi là phục vụ thôi,
rồi tiếp những cái đoàn khách Tây ba lô, rồi những khách Tây nghỉ hưu nghỉ dưỡng rồi đó, mình nói chuyện cái level mình nó lên, xong mình về mình tự học thêm ha, chứ không không phải là mình bẩm sinh giỏi tiếng Anh gì, hay là mình gọi là chịu học lắm, nhưng mà chẳng qua mình tiếp xúc mình giao tiếp nhiều đó, thì cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình nó lên thôi. Rồi thì khi mà Thiện nộp CV vào thì khoảng một tháng sau, hình như khoảng tháng sau thì phải, ở bên nhân sự gọi điện Thiện trúng tuyển anh em. Wow, mừng lắm anh em, vui, khá là mừng anh em. Cái nhưng mà mừng vội quá. Nghe lại kỹ là Thiện đã trúng tuyển vào bên Trium. Thật ra Thiện không có phải là ghét hãng nào hết anh em, nhưng mà tại vì nó không đúng kỳ vọng thôi. Thiện đăng ký làm Harley Davidson mà, tại vì Trium Thiện cũng chơi rồi, Thiện biết, Thiện hiểu về xe đó rồi. Đó, Trium thì là một cái hãng xe classic đó, thì anh Thiện cũng đã hiểu, Thiện cũng đã chơi qua, bạn bè Thiện cũng chơi nhiều, cho nên Thiện không có hứng thú lắm anh em ha. Đó, kiểu vậy mình hơi thất vọng, mình cái mình mới nói lại là thôi giờ em cũng không có thật sự là thiết tha lắm. Nếu mà có vị trí ở Harley thì gọi cho em rất là muốn làm việc ở Harley. Đó, nguyện vọng của em là làm việc ở Harley, kiểu vậy. Thì bên nhân sự họ cũng nói là nếu như mà em từ chối cái cơ hội này thì khả năng em làm rất là khó nha. Harley họ đang rất cao lắm, họ cũng đang chưa có tuyển lắm, kiểu kiểu vậy đó, không có tuyển sale anh em. Xong rồi 2 tuần sau, lúc đó Thiện cũng đang làm một cái công việc nào đó cũng không nhớ nữa, nói chung là làm đại vậy, tạm vậy đó anh em, để duy trì cuộc sống, để có tùm ra tùm vào. Thì nghe cuộc gọi tới không phải từ phòng HR mà từ Tiến. Tiến là manager của Thiện hiện giờ ha. Tiến gọi điện cho Thiện thì nói là ừ bây giờ anh sắp xếp lên là phỏng vấn cái mình mà em bên Harley Davidson. Wow nghe, wow, ôi cuối cùng cũng được tuyển vào Harley Davidson. Cái vui lắm anh em, hào hứng, mà nhà gần mà kế bên đi có 5-10 phút tới. Thế là ngày hôm sau nó ok, ngày hôm sau ngày hôm kia vậy đó là phỏng vấn liền. Thế là mình hào hứng lắm, mình chưa bao giờ dám bước vào cái showroom đó luôn, tại vì nhìn nó đẳng cấp quá, nhìn kiểu mình ngọt á anh em. Thì hiểu cảm giác mà của anh em mà, có nghĩa là vào cảm giác cái xe, mình nghiên cứu cái xe đó. Lúc mà mình trước khi mình vào làm thì mình cũng phải nghiên cứu với anh, nghiên cứu về Harley xe, sản phẩm, giá cả làm sao này nọ, máy như thế nào, thì cũng phải tìm hiểu về 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 cái xe trước, chứ đi phỏng vấn công việc mà mình không biết gì về cái công ty mình đang làm thì nó cũng không có đúng anh em ha. Đó, cũng đi cà phê với lại những anh em mà có Harley, cũng nói chuyện qua nói chuyện lại, nhưng mà lúc đó cũng chưa có đủ kiến thức, cũng chưa có đủ hiểu biết đâu, chỉ gọi là giống như học vẹt á, kiểu dạng như là biết vậy thôi, chứ thật ra thì không có sâu. Cái xong rồi á hả, mới gặp Tiến. Hôm đó nhớ mặc cái áo đen, quần đen hết full nguyên cây luôn, vô gặp Tiến phỏng vấn. Tiến thì cũng lúc đó là cũng là một nhân viên lâu năm, một cũng là một trong những người sale giỏi nhất của công ty á, tại thời điểm đó đó. Rồi chuyển qua mới được cân nhắc là vị trí manager thì Thiện nhớ hoài luôn. Vào gặp Tiến rất là niềm nở, vui vẻ lắm anh em. Không có Thiện không có nghĩ là quá căng thẳng vậy đâu anh em. Vào hỏi Thiện những câu mà từ đó giờ đi làm mà chưa ai hỏi luôn, kiểu dạng như mình cứ ở trong đầu mình thủ sẵn anh em. Đi phỏng vấn việc mà mức lương của em muốn là bao nhiêu, công việc trước của em là như thế nào, tại sao em muốn công việc này, sếp cũ của em có tốt không, rồi em có bao nhiêu năm kinh nghiệm, không có liên quan tới cái gì hết trơn. Vô nói chuyện anh em trao đổi trước ha, y chang giống như Thiện là khách hàng của Tiến vậy đó. Đó, nói chuyện giống như gọi là tìm hiểu về nhau hơn ha, tình cảm kết nối, và nói chuyện là cảm thấy là ồ kết nối được liền luôn anh em, cảm thấy là wow, ồ cái anh này cũng được, hai cái bạn này cũng được. Rồi xong mà hỏi Thiện câu ấn tượng nhất là hả, anh đang chạy xe gì không, anh có kỷ niệm gì với cái xe đó hay không, có những kỷ niệm mà anh chạy mô tô như thế nào, anh có thể kể em nghe không, rồi anh có gọi là có cảm thấy chán không khi mà ngày nào anh cũng phải nhìn những cái xe này, lâu đi lâu lại những cái xe này ha, và thậm chí anh có buồn hay không khi mà anh vào đây anh không bán được xe ha. Đó, có những cái câu hỏi mà mình wow, mình mới nói là mười mấy năm mình đi làm mà mình chưa bao giờ mình nghe. Cái mình thấy hào hứng lắm anh em. Cái nói chuyện xong cũng chả nói là anh được nhận hay không được nhận. Thì nói là thôi anh về đi rồi có gì em liên hệ lại sau.
Cái xong rồi tính đi về rồi thì Tiến mới giận lại, Tiến mới nói lại: em đùa, ngày mai đi làm nha, được không? Cái vụ trời ơi, cảm giác nó đã anh em. Trời ơi, được làm cái công việc nó thứ nhất là mình đậu, bao nhiêu người ngoài kia rớt mà mình đậu là một cái niềm vui nè, thấy lạ nè, thấy ủa mình chưa có kinh nghiệm bán hàng nữa nè, chưa biết, chưa có một cái kinh nghiệm gì là một người sale phải chi, như mà mấy anh em mà như ở trong đây, như mấy anh em trước giống như là Đạt đồ hay là gì đó, làm BMW, làm Ducati, những hãng lớn người ta qua bình thường. Mình kinh nghiệm chỉ có biết là mình có kinh nghiệm, gọi là mình cũng có một cái thời gian mình trải nghiệm, mình bán ở cái chỗ mô tô gần nhà anh em, không phải mô tô mà xe máy, vô có một tuần kiểu cái head của Honda vậy anh em, vô để mình kiểu mình chuẩn bị trước thôi á. Mình vô mình cũng thấy mình không học được gì nhiều anh em, thấy nó cũng không có bài bản lắm, thấy cũng đó. Thì mình trong mình cũng nói rõ luôn với lại Tiến luôn là mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình làm những công việc khác mình có kinh nghiệm đi làm thì có, đối nhân sự thế mình có, nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm bán hàng ha, nhất là bán hàng luxury và mô tô. Wow. Nhưng mà nghe xong kiểu mình rậu rực anh em, mình hứng thú lắm, mình mong cho tới ngày hôm sau để mình đi làm. Cái lúc mà Tiến nói vậy xong mình cũng nán lại ha, mình nán lại, mình ngồi mình nhìn showroom, mình cười, mình nói chuyện, mình vui vẻ với lại kiểu xã giao với lại trước mấy anh em đồng nghiệp, có thể là đồng nghiệp tương lai của mình, kiểu lúc đó mình không nghĩ là mình sẽ làm lâu hay là mình biết được mấy người này, mình làm chung với người này đâu. Lúc đó có một cơ sở khác rồi, Thiện Rào, thì lúc đó còn có ở Huỳnh Văn Bánh rồi anh em ha, anh em nào biết lúc đó là, gọi là Harley Phú Nhuận á, mà Thiện không có biết cái ở bên đó, thì chỉ biết ở bên đây thôi. Cái xong rồi có mấy anh em qua ngày hôm sau làm lên thì mặc cái áo màu đen luôn, tại vì lúc đó thấy anh em ở đây cũng mặc áo màu đen rồi nè, thế mình mặc áo sơ mi đen cái lên, xong rồi vui lắm, cũng mọi người cũng đi giới thiệu bài bản lắm. Tiến dắt vào, xong rồi nhân sự dắt vào, lên gặp nhân sự trước, xong rồi Tiến hướng dẫn cho là sẽ dắt đi xem từng bộ phận đó. Thì lúc đó nhớ là mình đi giống như đi chào sân vậy anh em, đi tới bộ phận service. À, đi tới bộ phận service mình chào hỏi, mình nói chuyện với bộ phận service, xong rồi mình đi lên bộ phận quần áo mình nói chuyện, mình nói chung là mình sẽ đi hết tất cả, mình walk around giống như là một người khách hàng vậy đó. Đó, mình đi hết luôn anh em. Đó. Cũng ngại, thật sự hơi ngại. Mà mình phải vượt qua được cái ngại đó anh em ha. Đó. Xong rồi vô Tiến hướng dẫn ha. Làm cái hiện kiện ấn tượng nhất á, đó chính là anh Lực. Anh Lực thì hiện giờ đang là General Manager của bên Triumph và KTM và Husqvarna. Hồi xưa thì là anh là bên Harley Davidson. Thì anh Lực vào cũng rất là nice với Thiện ha, rất là ok với Thiện luôn á, rất hướng dẫn, rất là nói chuyện nhẹ nhàng. Và thấy Thiện không có áo Harley á, mới chỉ vào mua cho Thiện luôn một cái áo Harley, áo thun mà anh em, để mặc vào đi làm. Công nhận ấn tượng đẹp lắm luôn anh em, chưa bao giờ thấy một chỗ nào mà nai như vậy hết. Mình vào thì mình cũng gặp trở ngại chút xíu để mà gọi là làm quen với lại môi trường anh em ha, nó nhiều thứ để học quá. Tại vì thật sự ra một người nhân viên Harley Davidson á, anh em có nguyên một cái đại học luôn, nó một cái app đại học của Harley Davidson được đăng ký riêng để anh em vào anh em học như một người sinh viên học bài luôn anh em. Học rất bài bản, từ xe, từ cách nói chuyện, từ cách tiếp khách, quy trình như thế nào, từ A tới Z luôn, rất rất là chu đáo. Và Thiện cảm thấy wow, thì ra là vậy. Để training cho một cái người sale, một cái người nhân viên Harley Davidson không hề dễ, và đảm bảo không có hãng nào có hết, chỉ có Harley Davidson thôi, dám chắc cho anh em luôn. Một quy trình học đàng hoàng, học như là mình đi thi đại học vậy đó anh em, có thi đàng hoàng, thi điểm đàng hoàng, và những anh em nào mà đậu những cái giải thi đó được đi nước ngoài luôn anh em. Nó điển hình như là có em Phát ở trong nhóm, ở trong team của Thiện là có đi qua bên Thái Lan hay sao á để thi với lại các nước khác luôn anh em, rất là hay, và đạt được giải quán quân, ê á quân luôn anh em, rất là giỏi đó. Rồi đó thì có những anh em hồi xưa trước thì được những cái làm công việc tốt, ví dụ như best sale 3-4 năm liền của Việt Nam thì được đi Mỹ luôn anh em. Đó, nói chung là
rất là ok đó. Nhưng mà để được những cái đó, anh em phải có một quá trình đó. Cái đó là thì hôm nay sẽ chia sẻ với anh em nè đó. Thì khi mà những bước gặt hành trình vạn dặm lúc nào cũng bắt đầu từ bằng một bước chân đó, và tất cả những bức tường đều phải xây từ những viên gạch nhỏ nhất và phải xây chắc chắn anh em ha. Đó thì khi mà Thiện vào, Thiện rất là chịu khó học hỏi, tại vì Thiện cũng đã có kinh nghiệm làm việc rồi. Thiện cũng gặp rất nhiều khó khăn từ giao tiếp, ứng xử, tiếp khách, sản phẩm. Cũng may mắn là cũng được nhiều anh em hỗ trợ cho, và mình tự học hỏi. Khi mà mình thấy anh em đang tiếp khách, mình không có lại làm phiền ha, mình đứng ở một góc nào đó, mình giả bộ mình cầm tập vở hay là gì đó, nhưng mà mình vẫn phải nốt lại những cái gì anh em đã nói ha, tiếp xúc với khách hàng như thế nào đó, thì để mình hiểu rõ hơn về cái cách giao tiếp, cái cách tiếp khách như thế nào đó, để cho mình ok hơn, mình tự cải thiện hơn. Không phải chỉ ở đây anh em, tất cả những cái công việc nào anh em cũng cần phải có cái sự chịu khó học hỏi, kiên trì. Thì Thiện luôn có nhắc nhắc Thiện luôn nhắc bản thân Thiện là có bốn cái cụm từ. Khi mà Thiện vào á thì Thiện cũng có nghe nhiều anh em hơi toxic một chút xíu, nó nói là mày chọn Harley là sai lầm, tại vì mày không bán được xe đâu. Tại vì ở đây là phải có quan hệ, ở đây là phải có người giới thiệu, ở đây là phải có cái gì đó riêng riêng, kiểu giống như là vô mấy cái trường điểm phải có quen biết, kiểu kiểu vậy anh em, kiểu giống y trong phim vậy đó, kiểu là phải con chủ tịch hay này kia, phải chơi Harley rồi này nọ. Thì mình cũng nghe mình áp lực chứ anh em, áp lực thiệt sự, nhưng mà bỏ ngoài tai à. Thì mới nghĩ như thế này thôi, Thiện luôn đặt ra cho Thiện tiêu chí như thế này là mình làm cái gì đó mình cũng phải giỏi, giỏi nhất, number one, anh em ha. Thì mình vào đó thì mình phải kiếm cho mình cái gì đó mình giỏi nhất để mình làm. Nhưng mà chắc chắn là mình vô mình không thơm giỏi bằng người ta rồi, người ta vừa giỏi, người ta vừa có kinh nghiệm lâu năm, thì làm sao, thì để muốn được giỏi thì như thế nào, thì mình phải qua cái cụm từ thứ hai, đó chính là chăm chỉ, cần cù bù thông minh hả anh em. Nói nghe nó hơi tiêu cực nhưng mà thật sự là vậy. Mình phải chăm chỉ mình làm việc, mình chăm chỉ mình lau xe hơn. Tại vì khi mà lau xe nha anh em, cái việc lau xe nó quan trọng lắm nha. Anh em nghĩ chỉ là kiểu cho nó bóng hay là này nọ để cho bắt khách hay là để vô sạch sẽ, thật sự ra không phải. Khi mình lau cái xe mình sẽ phát hiện, mình học hỏi được rằng là ở đây nó có cái này lạ quá, ở đây nó có cái này hay quá, tại sao nó có cái này. Rồi nhiều lúc Thiện để ý khi mà Thiện lau cái xe đó, Thiện chăm chút, Thiện để ý cái xe đó, thì mình lại bán được cái xe đó luôn, kiểu nó có vía vậy đó anh em ha. Đó thì là vui như vậy, nhưng mà thật sự ra là lau xe rất là quan trọng, vệ sinh sạch sẽ showroom, ở lại trực ha. Rồi có những cái điểm thời điểm mà cái ca của mình được về sớm, mình ở lại mình trực, thậm chí ngày off mình cũng lên luôn anh em, sự kiện sự kiện mình lên hết, mình rất là chăm đó. Nhưng mà chăm chỉ thôi là chưa đủ, chăm chỉ thôi là chưa đủ anh em, mình phải kiên trì nữa, mình phải thật sự kiên trì. Vì mình chăm chỉ được một tuần một tháng thôi, chứ mình đâu thể nào mà lúc nào cũng chăm chỉ hoài được, phải không? Có hôm mệt quá sao chăm, hôm nay mệt quá mưa nắng quá, giống như cái việc Thiện làm video cũng vậy đó. Tại sao giờ anh em hỏi, anh em để ý đi, Thiện làm video gần như là ngày nào Thiện cũng ra video trên kênh YouTube của Thiện hết á đó. Thì đâu phải nào chăm chỉ hoài được anh em, mà phải có sự kiên trì. Kiên trì vì sao? Vì Thiện muốn Thiện trở thành cái người làm video ok nhất của công ty ha. Và Thiện kiên trì với cái mục tiêu đó của Thiện, làm Thiện làm Thiện làm, nó giống như gọi là động lực á, thì có thể là giống như gọi là anh em uống nước tăng lực á, uống mới đầu đang bình thường xìu xìu, cái uống nước tăng lực vô cái yeah, đã quá, phấn khích quá, làm này làm kia hùng hồn hết, nhưng mà rồi sau đó nó xìu xuống, nó xìu xuống. Động lực không bao giờ đánh bại được sự kỷ luật. Nhiều anh em nói là Thiện nhờ anh em Thiện đi lính Thiện có sự kỷ luật, cũng không sai, nhưng mà trước đó con người Thiện luôn là một con người của kỷ luật ha, rất là kỷ luật, nghiêm túc với bản thân mình, hà khắc với bản thân mình, rất là
luôn quan trọng tới cái việc là mình phải tập trung vào cái sự nghiệp của mình anh em ha. Tập trung khi mình đi lên đây làm là mình làm full, không để cho mình thật sự ra một cái phút giây nào mà thấy thất vọng về mình trong cái ngày hôm đó. Và đặc biệt khi bây giờ Thiện đang có gia đình nữa rồi, thì khi mà Thiện về tới nhà thì Thiện luôn sẽ nhìn vợ, Thiện con, Thiện và Thiện nghĩ là hôm nay Thiện đã làm được cái gì, Thiện kiếm được cái gì để có thể cung cấp hỗ trợ cho gia đình của mình. Những anh em nào mà giàu có quá hay là dư dả quá thì chúc mừng anh em, may mắn quá tuyệt vời đó, phước đức phước phần của anh em. Nhưng mà đối với Thiện như một cái người mà đây hai đôi bàn tay mình làm thôi, và những anh em đang ở cùng độ tuổi với Thiện tầm U30, U40 rồi, bây giờ gần U40 rồi, chúng ta đều có hai đôi bàn tay này hết và chúng ta sẽ tự làm hết rồi. Thì khi mà anh em đã có một cái sự kiên trì trong quá trình anh em làm việc thì sao, cho phép Thiện uống nước. Kiên trì, nhưng mà anh em có để ý không, kiên trì hoài kiên trì hoài, giống như có cái mẫu chuyện mà đào đào vàng á, cũng hai người đó, một người hai người cùng đào 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 tới cái người đó, tới ngày thứ 5 hai người vẫn đào, tới ngày thứ 10 hai người vẫn đào, nhưng mà tới ngày thứ 15 thì chỉ còn một người đào, còn người kia thì bỏ cuộc. Thì anh em hình dung đi câu chuyện là khi mà cái ngày người kia bỏ cuộc đó, thì chỉ cần anh đào thêm nửa ngày hoặc một ngày nữa thôi, anh đụng tới cái mỏ vàng ở dưới rồi, nhưng anh ta bỏ cuộc ha. Và cái anh kia thì tiếp tục đào 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 đào, kiên định với mục tiêu của mình. Luôn phải kiên định với mục tiêu của mình, mình phải hiểu mình muốn gì, mình phải kiên định với cái mục tiêu của mình, là khi mình đào tới đó thì khi mà đụng tới cái mỏ vàng đó của mình thì ok, đó là cái goal của mình anh em ha. Đó cho nên là rất là tuyệt vời anh em, đó là cái bốn chữ mà giúp cho Thiện luôn luôn để trong đầu ha: giỏi, chăm chỉ, kiên trì và kiên định với mục tiêu. Anh em biết không, Thiện cũng vừa cũng 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 thấy có một cái câu này khá là hay, muốn chia sẻ thêm cho anh em. Sorry anh em nha, thì những cái video như thế này nó nói chuyện nghe nó sợ, nó chán, nó nhàm. Thì những anh em nào mà thích coi xe thì có thể quay trở lại những cái video khác của Thiện để xem xe. Còn những anh em nào thực sự đang quan tâm tới cái hành trình của Thiện, quan tâm tới cái công việc làm sale ở Harley-Davidson thì có thể nghe để mình xem thế nào. Hay thì góp ý, dở thì mắng chửi cũng được, góp ý thêm để lại dưới comment cho Thiện nha. Đó thì anh em hiểu không, cái người để mà để thành công trong bất cứ công việc gì á, mình cũng phải có một cái thói quen tốt, phải luôn tạo cho mình một thói quen tốt. Thì khi mà mình tạo thói quen tốt được rồi á, thì mình trở thành một cái người nô lệ của nó luôn anh em, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phục vụ cho cái thói quen tốt đó. Chẳng hạn như anh em có thói quen tập thể dục thể thao, 5 giờ sáng anh em dậy thì không dậy nổi, có con thì Thiện 6 giờ dậy thôi, nhưng mà nhớ anh em mà 5 giờ sáng dậy tập thể dục quá tuyệt vời, buổi chiều 5 6 giờ đi hay là 7 8 giờ đi về vẫn tập gym hay là vẫn chạy bộ, đó là những thói quen tốt. Thì chắc chắn thói quen tốt nó không thể nào hình thành liền được anh em, không thể nào mà giống như ờ kệ đi dễ mà hôm nay dậy tập thể dục bữa hai bữa, không, phải có sự kỷ luật. Kỷ luật tạo nên sự khác biệt, và ít nhất phải hình thành cho mình, phải duy trì mình thói quen đó trong vòng 6 tháng. Thì gợi ý mà, thì thường cái vòng tròn nó sẽ là gợi ý cái việc chạy bộ, xong rồi mình phải hành động, khi hành động đủ 6 tháng thì nó mới ra kết quả. Gợi ý hành động ra kết quả, gợi ý hành động ra kết quả anh em nhớ nha. Giống như sếp của mình đi hay cấp trên của mình đi, gợi ý như mình làm video YouTube đi, đúng không, mình coi ok hôm nay làm đi 1 2 ngày, 3 4 ngày, 1 2 tháng rồi xong mình không làm nữa, hôm nay trời mưa thôi không làm video nữa, hôm nay mệt trong người không làm nữa, hôm nay tiếp khách đủ nhiều không làm nữa, hôm nay vô cái deal rồi không làm nữa. Không nên vậy anh em, tùy anh em thôi, nhưng đối với bản thân Thiện là Thiện không làm vậy đâu. Tại sao, vui buồn nắng mưa gì bất cứ cái gì vô đi bán được xe không bán được xe Thiện đều làm video, thậm chí tháng này Thiện bán rất là chậm anh em, bán chậm lắm luôn á, thật sự là như vậy. Nhưng mà có sao đâu, quan trọng là cái mindset nè, cái mentality của mình nè, luôn luôn phải nghĩ là mình luôn luôn làm được, mình phải làm
Nghe thì nó robot anh em, nhưng mà thật sự ra đó là một cái hành trình mình phải cố gắng mình làm, thì ít nhất phải 6 tháng thì anh em mới tạo được một thói quen tốt ha. Thì khi mà sau 6 tháng anh em được cái ngưỡng đó rồi, quá ok nè anh em. Đặc biệt là nhớ anh em theo dõi Thiền lâu, anh em có thấy dạo này Thiền có cái gì khác không? Đó chính là Thiền giảm cân, Thiền giảm 16 kg trong vòng 2 tháng rưỡi nha. Cuối tháng 5 khi bắt đầu Thiền cảm thấy là do mình bỏ bê sức khỏe của mình ha, mình đang không có thói quen tốt về việc ăn uống, mình bắt đầu cải thiện. Đầu tháng 6 là mình bắt đầu vào công việc và Thiện đã cải thiện được. Bây giờ Thiện hồi xưa Thiện 101 kg, bây giờ Thiện chỉ còn có 84 kg thôi anh em ha. Đó, cái áo này nó rộng luôn rồi, nó rộng luôn á, mất cái bụng luôn đó. Mặt đó anh em để ý đi, thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về việc làm sao thì có thể giảm cân được như vậy ha, như thế nào thì có thể để lại comment và inbox cho Thiện, Thiện sẽ có nghĩa là chia sẻ thôi chứ không dám nói gọi là chỉ anh em, tại vì mỗi người một mỗi khác, cái cơ địa mỗi người mỗi khác, anh em có làm được giống như Thiện không mới là quan trọng nha, cái kiểu vậy. Công thức thì có sẵn ai cũng như ai, nhưng mà quan trọng anh em có làm được giống như anh Ronaldo ấy, Cristiano Ronaldo, cầu thủ Cristiano Ronaldo là một cái hình mẫu mà Thiện cũng hướng tới nha. LeBron James là ở trong bóng rổ đó, còn Cristiano Ronaldo là ở trong bóng đá. Tại sao Thiện lại cảm giác đó là hai hình mẫu mà Thiện rất là thích, tại sao? Đó là vì cái sự kỷ luật của họ anh em ha, cái tính kỷ luật của họ. Anh bảy hay gọi vui là anh bảy, anh CR7 á, thì cái chế độ ăn của ảnh ai cũng biết, cái cách tập luyện của anh ai cũng biết, nhưng mà đâu có ai làm được đâu, đâu phải ai cũng làm được như ảnh. Kiên trì ăn uống suốt ba mấy năm trời, uống không uống nước ngọt, uống nước suối, rồi khi thành công thì người ta nói là dễ, nhưng mà thật sự có công thức đó, nhưng mà đâu ai làm được, không phải ai cũng làm được đó. Thì là như vậy ha, thì Thiện cũng không nói Thiện thành công gì đâu, nhưng mà Thiện đang tự cảm giác được rất may mắn bản thân mình đã vượt qua được cái đó. Thiện giảm cân xuống, Thiện cảm thấy nó tốt hơn về sức khỏe của mình trước đó, rồi chưa kể nữa là Thiện cảm giác được minh mẫn hơn, mọi thứ nó clear hơn, dễ hơn ha. Rồi đó cũng là một cái gọi là hình thành thói quen tốt nha anh em đó, và phải cần có sự kỷ luật. Cái đầu mình là nó giải quyết được hết mọi thứ, không có tại thì bị là gì hết á, không có, không có. Mình là đàn ông anh em, mình không có đổ thừa, mình phải dám nhìn nhận vô cái việc nào mình đang chưa được mình làm đó. Thì hôm nay những cái nói chuyện này nó hơi ngoài lề cái xe xíu anh em ha. Thì trong tương lai Thiện cũng đang định dự định là sẽ mở ra cái Thiện Daily, giống như Thiện Highlight thì nói về xe, Thiện Daily hay Thiện Gaming hay Thiện gì đó để chia sẻ thêm đó, biết đâu đó có anh em ủng hộ thì sao ha. Thì biết đâu video này được nhiều like, nhiều comment, nhiều lượt view thì mình sẽ rồi trở về công việc Highlight đi anh em ha, nói vòng vòng quá mấy anh em chửi nữa. Rồi thì Thiện tháng 7 vừa rồi á, thì Thiện được may mắn trở thành người best sale đi, là gọi là nhân viên bán hàng xuất sắc của tháng đi, kiểu vậy, học sinh giỏi. Sau quá trình gần 2 năm làm việc, wow, nó cũng đối với một số anh em thì nó gọi cũng là không phải là nhanh đâu. Một số anh em mới vô 1-2 tháng là được best sale rồi, 3-4 tháng là best sale rồi, thậm chí là mới vô là best sale rồi, hoặc là best sale nhiều lần luôn rồi. Thì cảm giác là cái này thì nói ra nó bình thường, hoặc là những anh em hãng khác làm best sale đó là bình thường, nhưng mà riêng về Highlight Professional để làm best sale thì thật sự rất khó nha anh em, khó lắm. Không chỉ riêng Thiện mà chia sẻ như vậy đâu, mà nhiều anh em cũng đã chia sẻ Thiện như vậy là khó nha, không phải đơn giản đâu, làm gì cũng khó. Thì ai nói gì mặc kệ, mình chỉ biết là mình cố gắng âm thầm mình làm việc, nỗ lực làm việc, và kết quả nó đã đền đáp lại một chút xíu thôi. Cái mong muốn của Thiện vẫn là bán được nhiều hàng hơn, bán được nhiều hơn đó, đem đến những cái sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt nhất cho tới khách hàng, và kiếm thêm thu nhập cho bản thân và lợi nhuận cho công ty, rất là sòng phẳng thôi, rất là rõ ràng. Mình đi làm để mình kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình, và
mang lại lợi ích, lợi nhuận cho công ty và đem tới những sản phẩm chất lượng, cuộc vui, niềm vui cho khách hàng của mình. Đơn giản, không gì khó hết. Đó, vậy thôi nên. Thì qua năm, cũng sắp hết năm lẻ nè, qua năm thì cũng gần 3 năm Thiện làm việc ở đây rồi. Harley Davidson là một công ty khá là ok, quá tốt, phải nói là ok lắm luôn á. Ok anh em, đang nói chuyện thì khách hàng gọi điện á, cho nên là thôi, chắc Thiện cũng chia sẻ tới đây thôi anh em ha. Đó, video nó cũng dài, nói liên thuyền quá, ai nghe đâu mà. Nhưng mà đó là tâm sự thiệt của Thiện ha, dành cho những anh em nào quan tâm tới trước đó Thiện làm gì, công việc gì và tại sao Thiện lại yêu thích cái công việc này ha. Và một chút tâm sự cho những anh em nào đó thật sự muốn có nguyện vọng vào Harley, kiên trì cố gắng nha anh em, cứ apply đi, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Vậy thôi, ok, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Nếu mà anh em thích cái dạng video như thế này, hãy để lại comment, chia sẻ và cho Thiện một like, một subscribe nha. Sắp được 10.000 sub rồi, thì sẽ có một cái mini game dành cho anh em ha. Sẽ có món quà nho nhỏ dành tặng cho những anh em may mắn. Rồi, hẹn gặp anh em những video lần sau nha.